Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trong trạng thái mới. Siết chặt quản lý và kiểm soát đối với người về từ vùng dịch là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp. Hôm nay, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc COVID-19, không ghi nhận ca mắc cộng đồng. Trong ngày, thành phố cũng đã tiếp nhận 51 người về từ vùng dịch. Hiện có 28 trường hợp về từ vùng dịch đang được cách ly tập trung, 1.019 trường hợp cách ly tại nhà. Ngày mai, ngành y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả trường hợp này. Ngoài ra, các địa phương đã thực hiện tiêm chủng hơn 5.800 liều, nâng tỷ lệ tiêm mũi 1 đối với người trên 18 tuổi toàn thành phố đạt 98%. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các sở ngành địa phương triển khai rà soát, giám sát công tác phòng chống dịch sát với cơ sở, nhất là việc thiết lập các điểm quét mã QR code trong cộng đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh cần phải siết chặt quản lý, theo dõi và xét nghiệm đối với tất cả trường hợp về từ vùng dịch, vì đây là nhóm có nguy cơ rất lớn trong thời điểm hiện nay. Thực sự hiện nay là cái quy mô mà cấp 1, cấp 2 thì cái số ca cộng đồng nó rất là lớn, cho nên khi về địa phương thì cũng là một cái mà chúng ta đang rất là lo. Thì các địa phương đề nghị là các địa phương thì trong công tác giám sát người về vùng dịch thì cố gắng trong cái thời gian này cố gắng tập trung kiểm tra giám sát kỹ, đặc biệt là tổ COVID cộng đồng, theo dõi thường xuyên. Ở các chốt cũng vậy, cái việc mà kiểm tra xét nghiệm thì nó sẽ được tăng cường rất là nhiều để làm thế nào mà kết hợp với cái điều chỉnh cái đối tượng mà kế hoạch xét nghiệm 164 á. Thì Ủy ban đã có văn bản rồi, thì đề nghị là các quận huyện, ngày mai bắt đầu, thì đề nghị là các quận huyện, các anh chị là qua nắm bắt tất cả các cái trường hợp người về từ vùng dịch, mà chúng ta tranh thủ cái đợt xét nghiệm này của kế hoạch 164 để mà xét nghiệm tất cả những cái đối tượng có nguy cơ mà của thành phố mình. Với công tác lấy mẫu xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương phải chủ động phương án tổ chức và lựa chọn đúng đối tượng, tranh thủ đợt xét nghiệm này để đánh giá lại lần nữa tình hình dịch của thành phố. Về việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý ngành giáo dục, y tế phải cẩn trọng và nâng cao sự chủ động trong kiểm soát vấn đề này, đồng thời chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho các em học sinh và đội ngũ giáo viên kỹ lưỡng, không chủ quan lơ là. Các sở ngành, đơn vị liên quan cũng chuẩn bị nội dung cho đợt tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt 4 sắp tới của thành phố.